Một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế cảnh báo cả nước đang ở trong đợt nắng nóng gai gắt kỷ lục. Nhiệt độ ngoài đường nhiều nơi có ngày lên tới gần 50 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch nói chung và đột quỵ nói riêng tăng cao, đặc biệt là ở người cao tuổi đối với những bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo bệnh nền tim mạch nên khi thay đổi của cơ thể phản ứng với nắng nóng có thể làm tim đập nhanh lên bệnh nhân càng cảm thấy khó chịu hoặc đau ngực hoặc ảnh hưởng huyết áp khi mất nước nhiều làm tụt huyết áp nếu không được bù đủ nước, bệnh nhân có thể bị suy tim cấp trên nền bệnh lý tim mạch có sẵn hoặc có thể nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, ở những người bệnh vốn mắc các bệnh mạng tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, rối loạn nhịp tim, luôn tiềm ẩn nguy cơ bị đột quỵ, cộng thêm thời tiết nắng nóng bất thường sẽ càng làm khả năng đột quỵ do huyết áp tim mạch hoặc sốc nhiệt gây ra. Một nguyên nhân nữa khiến nhiều người dễ có nguy cơ bị đột quỵ trong mùa nắng nóng đó chính là không gian ở thường dùng máy lạnh khi ở trong phòng máy lạnh, đột ngột bước ra bên ngoài nóng với nhiệt độ cao hơn sẽ hay bị choáng, xây sẩm, ngất. Tùy đáp ứng của mỗi bệnh nhân, nhiều trường hợp sốc nhiệt có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. ngày nay đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn xuất hiện nhiều ở những đối tượng trẻ tuổi nhất là những người trẻ lạm dụng rượu bia sử dụng chất gây nghiện thuốc lá áp lực công việc cuộc sống lớn tỷ lệ người trẻ phải nhập viện vì đột quỵ trong mùa nắng nóng này có xu hướng tăng nhanh và đột biến Đột quỵ là tình trạng cấp tính nguy hiểm làm tổn thương bộ phận có liên quan, có thể tổn thương không hồi phục, để lại di chứng tàn tật, thậm chí là tử vong, phân ra đột quỵ não và đột quỵ tim. Đột quỵ não xảy ra do hai nguyên nhân chính là do nhồi máu não, việc cung cấp máu đến một bộ phận não đột ngột bị ngưng trệ, tắc mạch hoặc do xuất huyết não, chảy máu não, vỡ mạch khiến máu trong mạch thoát ra tràn vào mô não, phá hủy và chèn ép mô não. Đột quỵ tim còn gọi là nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng một vùng cơ tim bị hoại tử do không được cung cấp máu chủ yếu do mảng sơ vữa hoặc cục máu đông gây tắc nghẽn hoàn toàn một nhánh mạch vành cung cấp máu cho vùng cơ tim đó. Nguyên nhân có thể do huyết khối, mảng sơ vữa động mạch hoặc do tình trạng co thắt mạch vành nặng. Những dấu hiệu đột quỵ cần cảnh giác Dấu hiệu ở mặt tự nhiên bị méo miệng, nhân trung lệch, rãnh mũi má bên yếu bị rũ xuống, khi nói cười thấy rõ miệng méo. Dấu hiệu qua nhận thức, mắt nhìn mờ, hoa mắt chóng mặt, rối loạn trí nhớ, ù tai. Dấu hiệu thần kinh, đau nhức đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, đây là triệu chứng nặng và khá phổ biến khi bị đột quỵ. Dấu hiệu ở tay chân, đột nhiên cảm thấy một nửa người yếu tay chân, một bên trở nên tê mỏi, khó cử động dấu hiệu qua giọng nói. Nói giọng nói khó bất thường, người bệnh cảm thấy môi lưỡi bị tê cứng, miệng khó mở. Cơn đau thắt ngực, người bệnh cảm thấy đau ở vùng giữa ngực sau xương ức, đau có thể lan lên cổ, vai, tay, hàm, thượng vị, ra sau lưng hoặc hướng lan lên vai trái rồi xuống tay trái, có khi xuống tận ngón tay. Cơn đau thường xuất hiện khi gắng sức, xúc cảm mạnh, thay đổi thời tiết, nhất là gặp lạnh. Một số trường hợp xuất hiện về đêm khi thay đổi tư thế hoặc khi kèm cơn nhịp tim nhanh, dấu hiệu khác khó thở, hồi hộp chống ngực, vã mồ hôi, ngất xỉu. Tuy nhiên, các dấu hiệu như đột ngột hoa mắt, chóng mặt, đau nhức đầu khá giống với tình trạng say nắng nên nhiều khi khó phát hiện. Vì vậy, trong ngày nắng nóng khi gặp trường hợp có các dấu hiệu bất thường như trên, người nhà cần ngay lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để đưa người bệnh tới bệnh viện xử trí kịp thời, tránh các diễn biến nặng hơn quý vị và các bạn thân mến người bệnh ngoài da cho bé khi trời nắng nóng sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt